Đây là hai thiết bị chống sét lan truyền các bạn nhé. Chống sét lan truyền cho điện một pha hai cực. Một con bên trái là của hãng Chin, giá trị hơn 100k. Con bên phải là của hãng Schneider, giá trị gần 1 triệu. Tính năng của hai thiết bị này đều là chống sét lan truyền. Vậy tại sao giá trị của nó chênh nhau nhiều? Con Schneider đắt hơn so với con Chin này rất nhiều lần. Và chúng ta sẽ cùng nhau xem cái sự khác biệt giữa hai con giá rẻ và con giá đắt nó như thế nào các bạn nhé. Đầu tiên thì các bạn có thể nhìn thấy cái ngoại hình và hình dáng thì nó gần như là tương đương nhau. Nó đều có cái khe cài thanh dây. Phía trên thì nó đều có ba cái cực, trong đó là có hai cực nối vào dây nóng và dây trung tính của điện áp lưới và một cực sẽ nối vào dây tiếp mát. Trên mặt của nó thì các bạn cũng thấy là nó đều có hai cái khối riêng biệt tương ứng với hai cực. Của Schneider cũng có hai cái khối và cũng đều có kính thăm. Các bạn nhìn thấy là nó có cái kính màu xanh xanh như này. Schneider cũng có kính màu xanh xanh như này. Thì kính này mục đích của nó là nó báo hiệu cho chúng ta là cái chống sét lan truyền này nó còn hoạt động tốt hay nó không. Nếu mà nó màu xanh thì là nó đang hoạt động tốt. Còn nếu như nó chuyển sang màu đỏ thì chúng ta cần phải thay cái cục này. Và cái thay cục này bằng cách là chúng ta chỉ cần rút. Các bạn rút nó ra là xong. Chúng ta sẽ thay được. Của Schneider cũng tương tự vậy thôi. Các bạn cũng rút nó ra. Thì các bạn thấy rằng là của thằng Chin thì nó có hai cái cục này, nó đều có kính thăm. Và trong hai cái cục này thì nó sẽ có một cái thiết bị điện tử, nó gọi là điện trở phi tuyến. Còn đối với Schneider thì có một cục là có cái mắt thăm. Và trong cái cục mắt thăm này nó cũng sẽ có một cái con điện trở phi tuyến. Còn cái cục còn lại thì nó không phải là con điện trở phi tuyến ở trong đây. Mà bên trong nó sẽ có một cái thiết bị người ta gọi là cái van thoát sét. Và các bạn có thể nhìn thấy cái sơ đồ của Schneider nó vẽ ngay ở bên hông của cái van thoát sét đây. Điện trở phi tuyến là cái gì? Điện trở phi tuyến thì mình hiểu nôm na nó là một thiết bị điện tử. Khi ở cái điều kiện hoạt động bình thường thì cái điện trở giữa hai cái cực này nó rất lớn. Còn khi mà có cái điện áp cao mà áp vào thì lập tức là cái điện trở này nó giảm đi rất nhiều và gần như có thể là về bằng không. Do đó là nó thông mạch và các cái sét nó thông qua cái mạch này nó sẽ truyền xuống đất. Đấy người ta gọi là điện trở phi tuyến. Thì đây mình sẽ mở ra cho các bạn xem về cấu tạo bên trong của cái loại giá rẻ trước nhá. Đây cái này cũng thế thôi. Hai cái cục này đều có cái điện trở phi tuyến. Thì các bạn thấy đây. Đây cực này thì nó sẽ vào một cái con điện trở. Nó nằm ở đây. Các bạn nhìn thấy nó được đổ keo đen xì ở đây này. Và cái điện trở này nó sẽ có hai chân. Một chân vào và một chân ra. Thì nó sẽ ra chân này. Khi mà có cái điện áp cao nó áp vào đây thì điện trở phi tuyến nó sẽ về bằng không. Và tia sét nó sẽ thông qua con điện trở này. Nó sẽ truyền qua cực này. Nó sẽ xuống mát. Thì đấy là cái nguyên lý hoạt động của cái chống sét lan truyền là như vậy. Và khi mà cái sét có cường độ rất lớn thì các bạn thấy là ở cái mối hàn này nó sẽ nóng và nó sẽ chảy cái mối hàn này ra. Khi mà nó chảy mối hàn này ra thì lập tức cái lò xo này nó sẽ co vào. Đó, đây các bạn hình dung là nó co vào như này. Đây mình sẽ bật cái này lên để cho nó co cho các bạn nhìn nó dễ này. Đó, các bạn nhìn hình dung là cái lẫy, đây là một cái lẫy, cái kính thăm này nó sẽ co vào. Thì lập tức nó sẽ hiển thị màu đỏ. Đánh nghe chỗ này nó phải vẽ hai cái, một là màu xanh và phía trên là màu đỏ. Thì khi mà nó bị đứt thì lập tức cái này nó co vào thì nó sẽ hiển thị cái màu đỏ ở đây. Nhưng mà cái ông giá rẻ này ông ấy còn ăn bớt đến nỗi mà ông chả dán cái vạch màu đỏ vào để làm gì cả. Chối lắm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến cái loại đắt tiền xem là cái cục điện trở phi tuyến nó có cái gì các bạn nhé. Để mở được cái Schneider thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có cái lẫy này. Các bạn nhấn vào cái lẫy này. Xong các bạn đẩy nó lên, ở bên này thế, nhấn vào lẫy này, đẩy nó lên. Thì đây, mình sẽ mở đây các bạn xem này. Đây, đây chính là cái điện trở phi tuyến của Schneider các bạn nhé, cái bên trong ấy. Thì các bạn thấy là cái cấu tạo của cái kính hiển thị cũng tương tự như thế này thôi. Thì các bạn nhìn thấy ở đây, nó sẽ có một cái mối hàn này. Mối hàn này khi mà nó nóng nó chảy, thì nó sẽ tụt xuống. Tụt xuống thì cái lẫy này nó sẽ kéo xuống, nó kéo xuống thì cái kính thăm này nó sẽ đẩy cái màu đỏ này ra cái kính thăm thì nó sẽ báo hiệu cho chúng ta là cái này đang bị hỏng, chúng ta cần phải thay. Còn bên này thì các bạn nhìn thấy đây là cái điện trở phi tuyến của con Schneider này, các bạn nhìn thấy nó xịn sò hơn rất nhiều, đúng là tiền nào của đấy. Các bạn nhìn thấy điện trở phi tuyến nó rất chi là to, cái màu xanh như này. Còn cái của ông giá rẻ đây thì cái điện trở phi tuyến này nó rất nhỏ, nó nhỏ xíu như này thôi. Và nó đặt vào đây và sau đó nó đổ keo đen. Cái này là keo đen nhá, chứ không phải là cả một con điện trở đâu. Cái điện trở nó bé xíu này thôi. Nhưng mà còn như của cái Schneider này, các bạn nhìn thấy nó rất to này. To đùng đoàng luôn. Thì đây, đây là đường vào này. Đường vào nó sẽ thông qua điện trở phi tuyến này. Và cái đường ra thì nó thông qua cái cực ở đây. Đúng là tiền nào của đấy các bạn ạ. Nhìn trông nó khác hẳn hoàn toàn. Đây này.
cái mắt thăm của nó cũng có hai cái màu đỏ xanh và màu đỏ để cho nó rõ ràng. Còn cái ông này ông lười, ông còn chả tô cái màu đỏ vào đây cả. Rồi chúng ta sẽ xem tiếp cái cực này của thằng Snyder xem nó là cái gì bên trong nhá. Đây mình sẽ rút ra này. Bên trong thì nó cũng sẽ có hai cực ra vào, nhưng ở phía sang sau thì các bạn nhìn thấy nó không phải là con điện trở phi tuyến. Đây nó là điện trở phi tuyến này, còn đây nó không phải là điện trở phi tuyến nhá. Đây người ta gọi nó là cái van thoát xét, thì xét nó sẽ đánh thông qua cái van này và nó sẽ thoát ra ngoài tiếp địa các bạn nhé. Chính vì đây nó là cái van thoát xét nên là nó sẽ không có kính thăm, bởi vì van thoát xét này nó ít khi hỏng lắm. Nó gần như là các bạn hình dung nó là giống như hai cái cực nó để như này với nhau này. Khi xét nó gần thì nó đánh. Đây các bạn nhìn thấy đây, đây là hai cái cực này, nó để gần nhau như này. Khi một xét này các bạn nhìn này, đó, xét nó đánh nó phóng qua đấy, người ta gọi là cái van thoát xét, nó cấu tạo kiểu như vậy. Đấy thì các bạn có thể nhìn thấy là cái nội thất bên trong của cái thằng hàng xịn so với cái thằng hàng giá rẻ thì các bạn nhìn thấy nó khác hoàn toàn đúng không? Một trời một vực luôn, tiền nào của đấy. Về cách đấu thì tùy từng hãng, các bạn có thể xem hướng dẫn của hãng. Như cái của hàng giá rẻ này thì chúng ta sẽ đấu cái dây nóng này và dây trung tính vào hai cái cực này. Còn dây tiếp địa chúng ta sẽ đấu vào cực này. Thì khi mà có sét nó đánh vào dây nóng hoặc dây trung tính thì nó sẽ thông qua cái điện trở phi tuyến này, nó sẽ xuống mát. Còn đối với cái thằng Snyder thì các bạn nhìn thấy cái sơ đồ của nó đây. Thì Snyder thì khuyến cáo là đấu sau cái automat các bạn nha, chúng ta không nên đấu trước automat. Lý do vì sao? Cái dây nóng sau automat sẽ đấu vào đây và dây trung tính sau automat sẽ đấu vào cực N, còn cái dây tiếp địa là đấu vào cái PE này. Thì các bạn thấy là khi mà có sét nó đánh, ví dụ sét nó đánh vào dây nóng hoặc dây trung tính, thì khi mà đánh vào dây nóng hoặc dây trung tính thì lập tức là cái điện trở phi tuyến này nó sẽ giảm xuống. Rồi khi mà chúng ta đấu cái L và N này sau cái automat của chúng ta thì các bạn hình dung là cái điện trở phi tuyến này nó giảm xuống thì gần như là L và N nó sẽ được chập với nhau đúng không ạ? Nó chập với nhau gần như là nó sẽ làm đoạn mạch cái sau automat. Chính vì nó đoạn mạch như thế thì automat lập tức là nó sẽ bị nhảy át và nó sẽ ngắt cái nguồn điện lưới khỏi cái hệ thống của chúng ta, đồng thời nó cũng ngắt cái set khỏi cái hệ thống của chúng ta. Đó là cái lớp bảo vệ đầu tiên. Và khi mà cái lớp bảo vệ đầu tiên xong rồi thì cái phần set sửa mà nó đi qua vào đây rồi thì nó sẽ không qua cái van xả sét này, nó sẽ chuyển sang đất. Thì đấy là cái nguyên lý đấu của cái thằng Snyder là như vậy. Tóm lại thì các bạn có điều kiện thì các bạn nên mua các cái hãng thương hiệu, ví dụ như là Snyder hoặc là Panasonic. Còn nếu như mà mình không có nhiều kinh phí thì các bạn dùng những cái hãng thông thường như thế này cũng được rồi, khoảng 100-200 như thế này là cũng được rồi, cũng có cái tác dụng bảo vệ cho chúng ta. Và quan trọng nhất là các bạn cần phải làm tiếp địa thật tốt cho cái hệ thống chống sét của chúng ta nhé. Nhiều bạn dùng cái cọc nó dài khoảng 23 phân xong chúng ta đóng xuống đất ấy, thì ra cái đấy nó sẽ không có tác dụng nhiều để thoát sét đâu, nhưng mà các bạn phải làm cái hệ thống chống sét phải tốt vào. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video hay, hãy nhớ ủng hộ kênh của mình bằng cách là nhấn chuông, đăng ký, like, chia sẻ để nhận được nhiều các video mới hơn. Cảm ơn các bạn.